Thưa quý vị, qua 20 ngày phong tỏa cứng, người dân Đà Nẵng đã đồng lòng cùng thành phố tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở đó. Như vậy, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đây là cơ sở để Đà Nẵng quyết định nới lỏng một số quy định từ sau ngày 5 tháng 9. Tuy nhiên, xác định dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, khó khăn còn nhiều ở phía trước, nên đòi hỏi mỗi người dân Đà Nẵng tiếp tục vượt khó, góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Trong đó, tổ COVID-19 cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Không để lây bệnh từ vùng đỏ sang vùng vàng và vùng xanh, đồng thời mở rộng vùng xanh. Đó không chỉ là mệnh lệnh, là quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, mà là yêu cầu đặt ra cho mỗi người dân Đà Nẵng. Để thực hiện điều này, một trong những giải pháp quan trọng mà Đà Nẵng tiếp tục áp dụng từ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9, là tăng cường các chốt chặn, kiểm tra nghiêm ngặt người đi ra đường. Thì chúng ta được phối hợp với lực lượng công an của phường với tự vệ của phường, dân quân tự vệ, rồi đại diện các ban điều hành tổ dân phố khu vực này để tăng cường là sau khi thực hiện cái kiểm soát cái vùng xanh đó, bảo vệ vùng xanh là chúng tôi kiểm soát tất cả mọi người đi qua trong trạm này đều phải có lý do và có giấy tờ hợp lệ thì mới cho qua, còn không thì một nếu ở ngoài thì mời họ trở về lại để họ lấy giấy, còn không thì thôi không cho vào, còn ở trạm này ra thì cũng vậy. 20 ngày phong tỏa cứng, ai ở đâu ở yên đấy. Đà Nẵng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân. Bên cạnh lực lượng chức năng như công an, quân đội, dân quân tự vệ, Đà Nẵng đã phát huy tối đa vai trò của các tổ COVID cộng đồng. Họ không chỉ tham gia trực chốt, quản lý chặt địa bàn dân cư, mà còn đi chợ thay, cung ứng thực phẩm cho người dân. Và sau ngày 5 tháng 9, các tổ COVID cộng đồng cũng sẽ tiếp tục đảm nhận công việc này. Dạ thì sau ngày 5 tháng 9 mà người dân chưa ra đường được thì mình cố gắng để cho mọi người yên trong nhà, để mấy chị em trong tổ cung ứng để đi ra làm nhiệm vụ này. Tôi xin đại diện cho tổ dân cư số 14, phường An Hải Bắc. Tôi đi chợ cho tổ dân phố, mua đồ cho bà con. Thì để phòng chống dịch tốt đó là tôi phải trang bị đồ bảo hộ, kính, rồi kiến đeo mát nữa. Có thể nói, người dân Đà Nẵng nhất trí, đồng lòng, sẵn sàng cùng thành phố bước vào giai đoạn chống dịch mới. Chia sẻ với khó khăn của người dân, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn về ngân sách, dân Đà Nẵng đã quyết định ban hành hơn 113 tỷ đồng, hỗ trợ mỗi hộ dân 500.000 đồng. Trong đó, có cả các hộ thuê trọ, sinh viên cũng được hỗ trợ.